Và theo đây là phần thứ hai của biến cố trong rừng tràm của Khánh Trường. Mời bà con mình cùng nghe. Nghi vấn người đàn ông vừa nêu ra nghe cũng hữu lý lắm. Nhưng vấn đề bây giờ không phải lúc truy tìm nguyên nhân thất bại. Tôi lặp lại câu hỏi. Vậy theo anh, mình tính sao đây? À, chỗ này chưa xa bờ sông lắm. Có thể bọn chúng sẽ lùng sục. Tốt nhất cứ vào sâu bên trong. Đợi vài ba ngày, em mình trở ra tính tiếp. Người đàn bà kêu lên. Trời, ở trong này vài ba ngày, rồi lấy gì ăn? Tôi có con nhỏ. Người đàn ông nhún vai. Tùy chị, muốn bị bắt cứ việc ra ngoài gặp họ, dễ mà. Người đàn bà có vẻ hốt hoảng. Đứa bé cựa mình cằn nhằn, tôi nhìn thấy mắt bà ta rơm rớm. Tôi nói, hơn lúc nào hết, mọi người phải bình tĩnh và sáng suốt. Chỉ còn hai con đường để chọn. Nếu chấp nhận tù tội thì ra ngoài kia, ngược lại phải nghe theo lời anh đây. Cuối cùng mọi người đều đồng lòng chọn giải pháp thứ hai. Chúng tôi phó mặc sinh mạng cho người đàn ông. Hắn dẫn cả bọn đi sâu vào bên trong. Sự thật cũng không thể biết chúng tôi đang đi về hướng nào. Từ lúc gặp nhau đến xế chiều, người đàn ông có vẻ như rất rành rẽ khu rừng này. Nhưng dần dần tôi có cảm tưởng hắn cũng mù mờ không kém chúng tôi. Mặt trời sắp lặn, hai người đàn bà và đứa bé đã kiệt quệ. Nước trong rừng là thứ nước lợ khá mặn, càng uống càng khát, càng uống ruột gan càng cồn cào đói. Đứa bé ban đầu khóc ngằn ngặt, luôn miệng kêu mẹ ơi mẹ hỡi, nhưng dần dần cũng không còn đủ sức cất tiếng, nó lả đi trên lưng người đàn bà. Hai gã đàn ông còn lại, một người khoảng 27, một người đã trung niên. Trong dáng dấp bên ngoài, tôi đoán có lẽ cũng dân buôn bán mánh mông. Tuy ăn nói không giang hồ như hai gã anh em chợ trời, nhưng mặt mày chắc cũng chẳng phải lương thiện. Gã trẻ tuổi nói với người đàn ông. Nè anh, mình tìm chỗ nghỉ ngơi cho rồi, đi thêm lạc mẹ nó đường ra, chết đói cả lũ. Người trung niên phụ họa, à phải đó. Và hất hàm hỏi người đàn ông, anh rành đường thật chứ, mẹ đừng có dẫn bọn này vào cửa tử ngang cha. Người đàn ông không trả lời, hắn ngồi tựa một gốc tràm nhìn giáo giác chung quanh. Tôi đoán chắc không sai, trong mặt mày ngơ ngác thế kia, hắn ta mù mịt đường đi nước bước là cái chắc. Bỗng nhiên tôi cảm thấy hối hận, thà ban sáng liều trở ra, dẫu bị bắt còn có ngày về. Chứ cứ bị bỏm trong này không khéo lại trở thành ma đói. Thiếu nữ vẫn bám theo tôi. Nàng xanh tái bèo nhèo như một tàu chuối rách ướt mưa. Không còn đủ sức để cất tiếng hỏi. Tôi dìu thiếu nữ ngồi xuống, tròn tay qua vai nàng như muốn truyền thêm cho nàng chút nghị lực. Dù thật sự ngay chính bản thân tôi cũng đã trả trời quá lắm. Bóng tối bắt đầu chiếm ngự. Mỗi người một góc, không ai nói với ai lời nào. Nỗi sợ hãi như chiếc bánh phồng tôm trong chảo mỡ, cứ trườn lớn, đến độ tôi có cảm tưởng không khí quánh đặc, hô hấp thật khó khăn, thiếu nữ trên nho nhỏ bên tay tôi. Anh ơi, làm sao đây anh? Làm sao? Câu hỏi tôi đang tự hỏi, không phải mới bây giờ mà đã bao nhiêu lần suốt từ tối hôm qua. Làm sao? Tôi nghĩ đến gã sĩ quan, hắn ta đã sống nhiều năm trong quân đội. Tù tội cũng đã trải, hắn quá quen với những tình huống ngặt nghèo. Nếu có hắn trong nhóm, nhiều phần chúng tôi có hy vọng thoát. Tôi thở dài. Ai, tôi cũng không biết phải làm sao. Bình minh lại đến, đói, lạnh, muỗi rừng đã quần cả bọn suốt đêm. Không ai chợp mắt nổi, nên sáng ra tất cả đều như những xác chỏng chết trôi. Sự tuyệt vọng càng lớn hơn khi chúng tôi thực sự biết được là gã đàn ông đã lạc mất phương hướng. Chúng tôi không dám cất bước, đi đâu, bên trái, bên phải, sau lưng, trước mắt, sẽ đưa chúng tôi đến nơi nào. Ngoài tôi, thiếu nữ và mẹ con thiếu phụ, cả ba người đàn ông còn lại đều tỏ ra dày dạn. Tuy nhiên, tôi đủ thông minh để hiểu, đó là sự dày dạn của bọn con buôn thành phố, do thời cuộc, do va chạm sinh kế, cộng với bản chất bất hảo bẩm sinh đã biến họ thành những kẻ giảo hoạt khôn lanh quen mánh mông chụp giật. Họ có sự xảo quyệt và tàn nhẫn của những con cáo già, nhưng lại thiếu cái dũng mãnh và kinh nghiệm mưu sinh thoát hiểm của hạng người từng vào sinh ra tử.
Cho nên trong hoàn cảnh này, tất cả đều hoàn toàn không biết phải hành động thế nào. Thay vì đồng tâm hiệp lực để cùng tìm sinh lộ, họ quay ra gấu ó nhau, đổ lỗi lên đầu nhau. Hai gã mánh mông cho rằng tại người đàn ông làm tài khôn nên mới ra nông nổi. Người đàn ông thì bảo quyết định là quyết định chung, tất cả mọi người đều phải nhận một phần trách nhiệm. Họ cãi nhau, ban đầu còn chừng mực, đến một lúc xích trở thành ẩu đả. Nhiều năm sau, nghĩ lại tôi thấy rằng lúc bấy giờ chỉ cần một người trong chúng tôi có được chút hiểu biết tối thiểu của bất cứ người dân miền sông Lạch nào, thì có lẽ đã không xảy ra thảm kịch. Trong khu rừng mênh mông kia, thiếu gì sinh vật, thực vật ăn được, nhất là cá tôm, ếch nhái, lương trạch, chim chóc. Có thực phẩm sẽ sống, thế nào rồi cũng sẽ tìm được hướng ra sông. Vậy mà chúng tôi chẳng một kẻ nào biết cách đánh bắt. Vợ sống vợ chết như thế thêm 10 ngày nữa. Chúng tôi quay quắt một cách tuyệt vọng vẫn không tìm thấy lối ra, càng đi rừng càng ẩm thấp, kín dày. Thiếu nữ kéo lê tấm thân trên từng bước, hụt hẫng như trong cõi mộng du. Người đàn bà chẳng khá gì hơn, nhất là đứa bé như một xác chết, hơi thở đã thoi thóp. Tôi nghĩ chỉ gượng lắm đến sáng ngày hôm sau, thế nào đứa bé cũng chết. Xế trưa ngày thứ 11, kể từ lúc bị bể kế hoạch, gã trung niên bỗng kéo chúng tôi, bọn đàn ông ra gốc rừng. Sau một lúc ngập ngừng, hắn nói, đứa bé đằng nào cũng chết, chúng ta thì cần phải sống để tìm đường về. Tôi đề nghị dùng đứa bé làm lương thực. Tất cả đều kinh ngạc, bàng hoàng trước gợi ý của trung niên. Tôi chưa dám tin ở tai mình. Ăn thịt người. Tôi từng đọc thấy chuyện này trong sách vở bên Trung Hoa những năm đói kém. Người ta đã phải đổi con cho nhau để xẻ thịt. Việt Nam tháng 3 Ất Dậu cũng không thiếu người sống sót nhờ xác chết đồng loại. Và trong truyện Tàu, nhan nhản những tủ điếm treo đầu dê bán thịt con nít. Nhưng sách vở mà, hơi đâu tin. Bọn viết văn bao giờ lại chẳng đẩy trí tưởng tượng đi quá xa với sự thật. Nhưng bây giờ, cái điều chỉ đọc thấy trên sách vở đó đang được nêu ra trắng trợn. Và chúng tôi, bốn gã đàn ông, sẽ là những thành viên quyết định nên hay không thực hiện đề nghị kia. Tôi im thinh thích, chẳng dám hé răng nói nửa lời. Ba người còn lại sau một hồi bàn bạc, cuối cùng đồng ý ngã thịt đứa bé. Trung niên quay sang tôi. Anh thì sao? Tôi tùy các anh. Có nghĩa là tôi hèn. Đúng vậy, sự thật cũng như tất cả mọi người. Tôi đói kiệt sức, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện ăn thịt đồng loại. Hành động kia kinh khiếp quá, nó vượt ra ngoài khả năng tưởng tượng. Thâm tâm tôi không đồng ý với quyết định của ba gã đàn ông. Tuy nhiên tôi sợ, cả ba bây giờ đã là một khối hợp nhất. Nếu tôi phản đối có nghĩa là tôi tự cô lập. Không chừng sau đứa bé, đến phiên tôi cũng nên. Ba gã đàn ông tiếp tục bàn bạc. Ngoài con dao bấm và cái hộp quẹt ga của gã trẻ tuổi, chẳng có nồi niêu son chảo để đun nấu, trung niên đề nghị. Nướng, chỉ nướng là giải pháp tốt nhất. Tôi trùng mình lạnh gáy khi thấy cả ba đều tỏ ra hoan hỷ sau đề nghị của trung niên. Sau đó họ phân công mỗi người một việc. Trung niên có lẽ thấy thái độ bạc nhược của tôi, nhắm chừng không giúp được gì cho họ, gã cười. Ha, riêng chú được miễn công tác, nhưng phải kín miệng đó nhé, hai người kia biết được thì không ổn đâu. Tôi hiểu, trong câu dặn dò đã ngầm ý đe dọa. Chúng tôi trở lại chỗ tập trung. Người đàn ông đến bên thiếu phụ, hắn ngồi xuống đưa bàn tay áp lên ngực đứa bé tỏ vẻ săn sóc. Chị à, phải cho cháu uống nước thường xuyên, tôi coi à, cháu yếu lắm rồi. Thiếu phụ cố ngóc đầu dậy nhưng lại ngã vật ra, bà ta thều thào. Anh giúp giùm. Dành, chị giao cháu cho tôi, cứ yên tâm nằm nghỉ. Hai người kia đang làm bẫy bắt con chồn. Tối qua chúng tôi thấy nó thấp thoáng chỗ góc rừng kia. Hy vọng có được chút thịt tươi, khỏe ra, mình đi tiếp được. Gã cúi bồng đứa bé lên bình thản bước về phía con lạch nhỏ khuất phía sau một bụi tràm. Tôi ngồi bên cạnh thiếu nữ. Niềm kinh khiếp khiến máu trong người đông cứng thành đá. Tôi run run cầm bàn tay thiếu nữ, bàn tay lạnh giá như cổ một xác chết. Tôi trùng mình, hình dung cảnh tượng đang diễn ra chỗ con lạch nhỏ. Xin mở dấu ngoặc của người đọc. Kính thưa bà con và thưa tác giả, đến đoạn này tôi xin lỗi cùng tác giả và bà con
Tôi đọc mà sao nhầm nhận như buồn nông vì cái cảnh những người sống vì đói mà ăn thịt đồng loại. Nó rùng rợn quá cho nên tôi tự ý cắt bỏ một đoạn của bữa tiệc người vô cùng tàn nhẫn này. Và câu chuyện tiếp theo sau khi có chút bỏ bụng thì đám người này cuối cùng rồi cũng thoát ra khỏi khu rừng sau nhiều ngày tưởng chết. Và câu chuyện xin trở lại với thời gian nơi xứ người nhiều năm về sau. Xin đóng dấu ngoặc. Tôi đến cạnh Huân nói với hắn, anh để tôi lo cho cô ta, tôi biết lý do tại sao cô ấy lại thế. Và cúi xuống nhìn xoáy vào mắt thiếu phụ nhỏ nhẹ. Thu, bình tĩnh lại Thu, còn nhớ tôi không? Thiếu phụ ngước lên, khuôn mặt cô ta vẫn đang phủ đầy nét kinh hoàng, tôi tiếp tục dỗ. Thu, bình tĩnh, đây là đất Mỹ không phải rừng tràm. Thiếu phụ chợt trợn mắt nhìn tôi, một giây, hai giây, mười giây. Chợt cô ta úp mặt vào hai bàn tay gục đầu khóc nức nở. Một lúc nàng ngẩng lên tia mắt vừa căm hận vừa khinh bỉ. Xin ra, cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh, đồ súc vật. Tôi đứng dậy không cảm thấy xấu hổ vì lời nguyền rủa của thiếu phụ, mà trong tôi một nỗi chán chường buồn bã tràn ứ. 10 năm trời đã trôi qua, thiên đường ước mơ tôi đã đặt chân đến. Cái thiên đường hàng triệu người cũng như tôi đã tới, đã sống. Cái thiên đường còn bao nhiêu triệu người nữa đang thiết tha muốn đến. Họ cũng sẽ sẵn sàng hy sinh tất cả, chà đạp lên tất cả. Họ cũng sẽ sẵn sàng biến thành những kẻ lừa đảo, gian trá, tàn bạo, thậm chí giết nhau, ghê khiếp hơn, ăn thịt nhau, để thực hiện bằng được ước mơ. Cái giá phải trả cho khát vọng đó đắt hay rẻ, xứng đáng hay phí phạm, tôi không biết. Nhìn bề ngoài, điển hình như thiếu phụ, từ một cô gái quê mùa, nhan sắc khiêm nhường, giờ đây đã biến thành một mệnh phụ đẹp sắc sang cả. Và như tôi, từ một anh học trò vừa qua khỏi trung học, ngày nay đã là một kỹ sư nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn, thì cái giá đã trả xem ra xứng đáng đấy chứ. Nhưng phía sau bề mặt có vẻ bình thường hợp lẽ đó, tôi vẫn thấy có một điều gì không được trôi chảy thuận dòng. Một điều gì đêm đêm vẫn khiến tôi giật mình hoảng hốt. Một điều gì hình như tất cả chúng ta đều cảm thấy mà không thể lý giải cụ thể. Thiếu phụ đứng lên, nàng nhìn khắp lượt thực khách giọng nhỏ. Xin lỗi quý anh chị, mong quý anh chị tha thứ. Tôi thật không phải. Quay qua Huân, nàng hơi nghiêng đầu. Nhất là xin lỗi gia chủ, tôi làm cho buổi tiệc mất vui. Giờ cũng đã khuya, tôi xin phép. Huân đưa thiếu phụ ra cửa. Khi hắn trở vào, tôi cũng vội vã cáo từ rồi đuổi theo cô ta. Tôi bắt kịp nàng chỗ lề đường, tôi gọi. Thu! Thiếu phụ quay lại nhìn tôi, tia nhìn không còn kinh hoàng, không còn khinh bỉ, tia nhìn như hai đấm lửa leo lét sau màn sương mỏng. Nàng mệt mỏi thở dài. Xin lỗi đã nặng lời với anh. Tôi lắc đầu. Nặng thế chứ hơn nữa cũng chưa xứng. Tôi hèn, 10 năm nay mặc cảm về sự hèn đến của mình vẫn thường xuyên hành hạ tôi ngày đêm. Xét cho cùng tôi cũng chẳng hơn gì anh đâu, ai lại không ham sống sợ chết. 10 năm rồi, tôi đã có nhiều dịp chiêm nghiệm bản thân, đã thấy rõ căn cốt mọi điều. Cách tốt nhất quên đi. Chính bởi lý do đó, ngay đầu bữa tiệc tôi đã tảng lờ dù nhận ra anh. Tôi sợ anh biết cho đến bây giờ bất cứ cái gì gợi đến biến cố xưa đều khiến tôi hoảng loạn. Thêm vào đó, ngọn lửa. Khi các anh đi rồi, tôi vẫn còn chết trân trước cái đầu cháy xèo xèo của đứa bé. Ấn tượng khủng khiếp kia theo tôi suốt 10 năm nay, đến nỗi tôi không dám cả nấu ăn. Thiếu phụ đưa tay cho tôi bắt trước khi mở cửa bước vào xe, nàng buồn bã. Chúng ta đã trả cho cuộc sống yên ổn của ngày hôm nay một cái giá quá đắt. Nàng ngừng lại một chút tiếp. Nhưng thật sự có yên ổn không? Hình như tất cả chúng ta đều thả mồi để bắt bóng, rốt cuộc nào có ra chi. Một điều gì chẳng được trôi chảy thuận dòng. Chiếc xe đã rẽ khuất ở cuối đường, nhưng cảm tưởng đó do Thu để lại thì vẫn còn động mãi trong lòng. Nhiều ngày sau, tôi quyết định phải gặp lại nàng. Huân đưa tôi số điện thoại của Thu. Một buổi tối tôi gọi cho nàng, tôi nghĩ mình đã khá may mắn. Nếu gọi trễ chỉ vài ngày, tôi sẽ không bao giờ gặp lại Thu. Nàng đang thu xếp hành trang để theo chồng đến tiểu bang khác. Qua trao đổi với nàng và qua những tin tức nhặt nhạnh mỗi nơi một ít, tôi đã biết thêm nhiều chi tiết.
Những chi tiết một phần nào giúp tôi thấy được cái dòng chảy bất an của đời sống nàng sau biến cố trong rừng tràm. Khi bọn chúng tôi bỏ đi, Thu và người đàn bà đã được một nhóm săn chim phát hiện. Họ đưa hai người về thị trấn. 3 năm sau, Thu theo gia đình ra nước ngoài theo diện đoàn tụ. Kể từ biến cố, Thu sống nửa tỉnh nửa mê. Nàng sợ tất cả mọi người, nhất là đàn ông. Nhờ 2 năm điều trị trong một bệnh viện tâm thần, Thu dần dà tìm lại được quân bình tâm hồn. Để đoạn tuyệt hẳn với quá khứ, Thu nhận lời lấy một người chồng bản xứ. Cuộc hôn nhân dị chủng không kéo dài được lâu. Họ ly dị sau 1 năm sống chung, lại lấy chồng, lại ly dị, rồi lại lấy chồng. Tôi ngạc nhiên, một người đàn bà như Thu chắc chắn không phải là người lãng mạn thích thay đổi. Vậy nguyên nhân nào đã khiến cho phần xấu nàng lao đao đến thế? Phải một thời gian sau tôi mới hiểu được căn nguyên, nhờ quen với vị bác sĩ đã từng điều trị cho Thu. Thì ra biến cố trong rừng tràm đã biến Thu thành một người lãnh cảm. Thu sợ đàn ông, sợ chăn gối. Nỗi sợ ám ảnh nàng không rời, ngay cả khi nằm trong tay chồng. Nỗi sợ đôi khi biến thành phản ứng điên khùng như hôm ở nhà Huân. Đàn ông, dù yêu nàng đến bao nhiêu chăng nữa, cũng không làm thế nào chịu đựng nổi một người vợ như thế. Lẽ ra nàng nên sống một mình. Khổ thay, song song với niềm hãi sợ gối chăn, nàng còn sợ không kém sự cô đơn. Nàng là một con bệnh, bao giờ cũng cần có người bên cạnh. Tôi băn khoăn tự hỏi, Thu sẽ sống được với người chồng mới bao nhiêu năm? Hình như tất cả mọi điều không trôi chảy thuận dòng đó đã biến Thu thành một người đàn bà tiêu cực nhưng chín chắn. Có lần qua điện thoại, Thu nói với tôi cái cơ may đã đưa nàng thoát khỏi tử địa. 10 năm nay tôi cứ suy nghĩ mãi về cái lẽ hổ tương mâu thuẫn giữa thiện và ác, giữa khổ đau và sung sướng. Anh biết không, nếu các anh không làm thịt đứa bé, nếu không nhờ đám khói và mùi thơm, thì đám săn chim đâu có phát hiện ra chúng tôi. Có lúc tôi căm thù ghê tởm các anh, nhưng cũng có lúc tôi âm thầm cảm ơn các anh. Vậy đó, đời sống như một cõi sương mù mịt mà chúng ta thì cứ mãi quờ quạng bước đi. Chẳng thể hiểu nổi đường nào sai lối nào đúng. Tôi cười, Thu bây giờ triết lý hơi nhiều đấy nhé, chẳng bù với lúc xưa. Một quãng im lặng bên kia đầu dây cuối cùng giọng Thu nhỏ nhẹ. 10 năm rồi mà anh, giả lại sau biến cố ghê gớm kia, không ai trong chúng ta còn đủ ung dung để nhìn cuộc đời một cách ngây thơ nữa, phải không? Tôi hỏi Thu về số phận của người đàn bà. Nàng cho biết bà ta bị đưa vào dưỡng trí viện vì đã mất trí. Ngày cuối cùng trước khi theo gia đình ra đi, Thu có vào thăm bà ta, nhưng người đàn bà đã không nhận ra nàng. Thu khẽ thở dài kết luận. 10 năm, tôi nghĩ bà ta đã chết. Tác giả Khánh Trường. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.